kênh của mình. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách vẽ cái cây siêu đơn giản nhé. Thân cây, vẽ thân cây trước. Đóng rồi. Biết gì? Thanh Châu tổ chức to lắm á. Thanh Châu cho chị Huế đúng không? Ừ. Lần thứ 24 cũng cái tông màu đấy. Là màu gì nhỉ? Cam xanh trắng. Nhìn này, hai lần thứ 24 này. Còn yêu hơn. Quá hồ à. Em lần thứ 23 cũng màu đấy luôn. Ê, năm ngoái màu gì? Đỏ. Đỏ trắng. Cái đông đỏ trắng. Cái ngọn lửa ấy. À ừ. Cái con ấy, con gì? Lễ đại kết màu hồng luôn. Lễ đại kết năm ngoái, năm đầu tiên của mình là màu xanh. Ừ, màu hồng. Màu hồng đẹp. Màu ấn tượng với màu lễ đại kết là mình truyền thống. Nhớ năm ngoái truyền thống màu gì? Ừ, thật sự tao không nhớ. Ừ, móc khóa, chủ yếu cho móc khóa. Ui, ôi. Gì cái gì? Cái tối mới.